Hôm nay tôi Steve Boy trưởng ban đại diện hội 7X đi thăm đồng chí Tin bị H1N1. Đầu tiên là gấu, sau một thời gian la liếm bên 7X không kiếm được vèo gì, thế là sang bên Tơ Hồng la liếm các cháu. Tiếp đến là heo nhóc, nhóc heo hay heo nhóc? Bé heo. Bé heo nhưng mà hơi còi, heo gầy. Đây là thành viên của Tơ Hồng. Và Nga Ngố có phải thành viên 7X không? Nga Ngố đây cũng là thành viên của hội Tơ Hồng. Sau đó là kết lớp 7X này. 7X sinh năm 86, mặt nhầu nhưng mà máu 87 cả. Còn đây là chủ sĩ, đây ốm. Cái mặt hôm nay cái độ nhầu nó cao, râu rất lắm. Mặt thì tái dại, người ta gọi mặt xanh như đít nhái, mặt tái như đít bò. Tái luôn. Rồi đến theo là tìm người yêu này. Hội trưởng kia. Tìm bồ. Bây giờ là rồi nên tìm bồ. Rồi đến em dâu thư ký của 7X. Tiền nhiều nhất hội. Làm gì nhớ công khai nhé, không điều tiếng nó dị nghị phiền. Em đang bức xúc đây. Được, bức xúc, cởi hết quần áo. Hả luôn. Được. Rồi, tiếp tới là mẹ già. Mẹ già bịn rít áo trắng chứ mà áo đâu. Hoàng Anh 71, bây giờ sắp có thêm một cái đồng minh nữa. 72, chị em tình cảm lắm. Mẹ mới đấy, tôi đặt gạch trước nha. Và gấu đã xin đặt nguyên một xe gạch, mặc dù sau quả tai nạn vừa rồi không sợ, thích tai nạn nữa, nhưng mà tai nạn lần này nó chém bố mẹ, nhớ mẹ bịt mặt cực kỹ ra đường. Đây là những món nhậu đơn sơ cho những người ăn chay niệm Phật. Ăn chay mà ngủ mặt toàn rau này, thịt chưa đưa ra, rồi chờ tí có thịt. Tạm dừng phóng sự nóng.